Lời tiên tri điên rồ 14 năm trước hé lộ kế hoạch diệt trừ loài người, dân số chỉ còn lại 500 triệu. Năm 2010, một người đàn ông người Anh tên Bill Nunn đã đăng tải một đoạn video dài lên mạng. Trong video, ông bày tỏ con người đang tiến gần đến sự tuyệt chủng. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ có 500 triệu người may mắn sống sót. Điều đáng sợ nhất là Bill khẳng định thảm họa diệt vong này không phải là thiên tai mà là kế hoạch bỏ nhân loại của con người làm ra. Vào thời điểm năm đó, hầu hết mọi người đều cho rằng ông là một kẻ ngốc, bị các thuyết âm mưu tẩy não hoặc là một kẻ điên rồ. Thế nhưng bây giờ khi xem lại video của Bill Nunn, nhiều người lại cảm thấy sợ đến toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Liệu thật sự có người đang đứng sau thao túng thế giới? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, cư dân mạng phát hiện ra quả thực có người tên là Bill Ryan. Hơn nữa, trình độ học vấn của người này không hề thấp. Bill tốt nghiệp trường đại học Buda ở Anh năm 1974 với bằng cấp ở 3 lĩnh vực: toán, vật lý và tâm lý học. Ông là một phần tử trí thức cao cấp điển hình. Sau khi tốt nghiệp, Bill thuận lợi gia nhập vào công ty hệ thống hàng không của Anh. Đây là một công ty lớn, từng là một trong những nhà thầu quân sự lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Nhưng trong thời gian làm việc ở công ty, ông bất ngờ biết được một tin chấn động rằng nhiều quốc gia đã từng tiếp xúc với sự sống ngoài hành tinh và họ cũng đang cố gắng đạt được kỹ thuật công nghệ ngoài hành tinh. Tuy nhiên, điều này đối với Bill không có gì đáng ngạc nhiên, bởi anh luôn quan tâm sâu sắc đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh và tin chắc rằng UFO đang ẩn náu trong căn cứ của khu vực 51 ở Mỹ. Thậm chí có những người ngoài hành tinh đã dạy họ những công nghệ như máy bay phản trọng lực và xuyên không thời gian. Năm 2005, Bill đồng sáng lập dự án Camelot cùng với một người bạn tên là Harry Cassidy nhằm vạch trần những việc người ngoài hành tinh bị che giấu. 5 năm sau, ông đã nhận được một lá thư gây sốc từ một người tự nhận mình là nhà điều hành radar trong Hải quân Anh với nội dung tổng thể như sau. Từ những năm 1980, người này đã tham gia dự án trang bị Hải quân tương lai và được tiếp xúc với nhiều công nghệ quân sự tiên tiến. Mãi cho đến khi phải đến một cuộc diễn tập ở Anh, ông mới nhận ra nơi đây không phải là một đơn vị quân sự bình thường. Trong một lần diễn tập sử dụng hệ thống theo dõi tiên tiến để theo dõi các mục tiêu ở trên không. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra, đó là có rất nhiều máy bay đột nhiên xuất hiện trên radar. Chúng di chuyển với tốc độ hơn 300 km/h và vị trí thay đổi bất thường khiến hệ thống theo dõi không thể khoanh vùng. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, ông và các thành viên trong nhóm được đưa vào một căn phòng nhỏ, theo sau là một người mặc đồng phục bước vào. Đó chính là những người vừa điều khiển những chiếc máy bay kia. Tiếp theo, họ đưa ông rời khỏi căn phòng nhỏ và đi sâu vào bên trong phi thuyền mô hình. Ở đó, ông nhìn thấy một số người đang vận hành phi thuyền. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là những người điều khiển phi thuyền không phải con người quen thuộc, mà chính là những người ngoài hành tinh với làn da màu xám huyền thoại. Đọc tới đây, Bill cảm thấy đây có thể chỉ là một bức thư tiết lộ về người ngoài hành tinh, nhưng câu chuyện đến nay vẫn chưa kết thúc. Chủ nhân của bức thư tiếp tục mô tả rằng, sau khi nghỉ hưu vào năm 1999, vì thân phận đặc biệt của mình, nên ông ta được giới thiệu vào một cơ quan bí mật. Từ đó trở đi, ông bắt đầu tiếp xúc với một nhóm chủ ngân hàng, chính trị gia và sĩ quan quân đội. Họ thường tụ tập để thảo luận về các quyết sách kinh tế và sự kiện thế giới. Tuy nhiên, cũng chính tại đây, ông biết được một kế hoạch đáng sợ. Chính là kế hoạch tận thế tàn khốc nhất và có khả năng xảy ra nhất trong lịch sử. Một số ít người lập ra âm mưu thống trị thế giới đã lên kế hoạch sử dụng bệnh dịch, chiến tranh để loại trừ nhân loại, chỉ để lại 500 triệu người. Kế hoạch Anglo-Saxons khủng khiếp đến mức nào? Trước khi nói về kế hoạch Anglo-Saxon, chúng ta phải nói về nhân chủng Anglo-Saxon, qua đó có thể tìm thấy bóng dáng của kế hoạch này trong lịch sử. Vào thời cổ đại xa xôi, bộ lạc Dynamic lang thang ở Bắc Âu được chia thành hai nhánh là Anglos và Saxon. Những người Germanic dũng mãnh này rất giỏi trong những trận chiến cướp bóc trên biển. Theo thời gian, họ mạo hiểm đặt chân lên quần đảo Anh, và tại đó họ đã đánh bại và trục xuất người Celt trên hòn đảo, tàn sát rất nhiều dân địa phương. Sau này hai bộ tộc German hợp nhất thành những người Anglo-Saxon hùng mạnh. Nơi đây ban đầu được gọi là Anh Quốc, có nghĩa là vùng đất của người Anh. Nhưng từ sau khi bị chiếm đóng được đổi thành quốc đảo Anh, hàm ý là vùng đất của người Anglo. Văn hóa của họ thâm nhập sâu sắc với tính biệt lập và độc chiếm. Điều này liên quan chặt chẽ đến thói quen cướp bóc trên biển của họ. Tin vào là quy luật sinh tồn của thắng hoặc bại, không tin vào khái niệm hòa bình, đôi bên cùng có lợi. Đến năm 1066, người Normandy chinh phục nước Anh
thời đại Anglo-Saxon cũng kết thúc từ đây. Mặc dù thời đại của họ đã từ rất lâu, nhưng con cháu của họ vẫn vô cùng đông đúc. Người Anglo-Saxon chỉ tất cả những người da trắng có nguồn gốc tổ tiên là nước Anh và tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh. Với sự đến gần của thời đại hàng hải, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan đã hòa nhập rất nhiều với cư dân bản địa khi họ chiếm đóng các thuộc địa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người Anglo-Saxon đã mang lại tác động tàn khốc cho khu vực địa phương. Cứ đến mỗi nơi đánh chiếm được, họ đều tàn sát người dân địa phương một cách tàn nhẫn. Người da đỏ ở Bắc Mỹ gần như bị họ xóa sổ, hình thành nên nước Mỹ và Canada do người Anglo-Saxon thống trị. Khi đặt chân lên lục địa Australia, họ cũng tàn sát hầu hết người dân bản địa và thành lập một quốc gia do người Anglo thống trị. Liên minh Five Eyes ngày nay cũng được thành lập bởi người Anglo-Saxon, nhưng chỉ với một số lượng nhỏ. Khi chiếm đóng Ấn Độ, họ nhận thấy nơi này quá rộng lớn và dân số quá đông, không có cách nào dùng tàn sát để giải quyết vấn đề, nên họ đã thay đổi chiến lược, cử một thống đốc để bắt người dân địa phương làm nô lệ. Thời gian trôi qua, các thuộc địa tiếp tục mở rộng và sự cạnh tranh giữa các cường quốc châu Âu ngày càng gay gắt. Chiến lược chiếm hữu hoàn toàn của người Anh không còn hiệu quả, nên họ lại thay đổi chiến thuật, chỉ chiếm một vị trí quan trọng trên vùng đất rộng lớn này làm đầu mối trọng yếu. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, hai nước Anglo-Saxon là Mỹ và Anh bắt đầu cạnh tranh khốc liệt. Cuộc đấu tranh giữa hai nước không chỉ vì danh dự dân tộc mà còn về sự kế thừa chủng tộc, văn hóa. Trong quá trình đó, các thành viên khác đã dần dần gia nhập Liên minh Five Eyes, tạo thành một liên minh quốc gia Anglo-Saxon hùng mạnh trên con đường theo đuổi tối đa lợi ích của mình. Người Anglo-Saxon đều thể hiện thủ đoạn và dã tâm riêng biệt. Họ từ bỏ sự thống trị thực dân của nước Anh, thay vào đó thiết lập một phương pháp phù hợp với lợi ích của mình với một quá trình đẫm máu và đầy tham vọng. Chỉ cần đó là mảnh đất mà mình nhìn chúng, họ sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào để chiếm lấy, tàn sát cư dân địa phương một cách tàn nhẫn, để đảm bảo có thể chiếm giữ vĩnh viễn vùng đất này. Kế hoạch bí ẩn mà người trong thư nói đến hoàn toàn giống như lời mô tả của Bill trong video có tên là Anglo-Saxon. Từ đó có thể nhìn thấy tầm quan trọng của sự việc này. Kế hoạch Anglo-Saxon có thể xem là một luận điệu về ngày tận thế gần nhất với chúng ta. Và người đã gửi bức thư tố giác cho Bill thực sự đã đưa ra dự đoán rằng năm 2024 chỉ là khởi đầu của sự kết thúc. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chủ nhân bức thư nói với Bill rằng kế hoạch Anglo-Saxon là một kế hoạch hung hãn và mang tính hủy diệt từ người da trắng Anglo-Saxon. Vậy kế hoạch này được thực hiện như thế nào? Năm 2010, Bill đã bày tỏ chắc chắn trong video là Mỹ đang nghiên cứu một loại virus mới. Loại virus này sẽ dẫn đến hiện tượng giống như cảm cúm và chủ yếu nhằm vào người da vàng. Một khi virus được đưa ra sử dụng, sẽ lây lan với tốc độ đáng báo động, gây ra mối đe dọa rất lớn đến tính mạng và sự an toàn của con người. Cũng trong năm 2010, đoạn video này bị coi là tin đồn nhảm. Nhưng đến gần 10 năm sau, khi người ta hiểu được ý nghĩa của cảm cúm, thì họ mới nhận ra sự khủng khiếp của nó. Bill còn cho biết thêm, đây chỉ là một phần trong âm mưu. Sau này, họ sẽ còn tiến hành kế hoạch loại bỏ dân số thông qua khủng hoảng tài chính, dịch bệnh lây lan và các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia. Bởi bản chất của âm mưu này chính là coi hầu hết nhân loại đều là dân số rác rưởi, chỉ 500 triệu người cấp cao giữ lại. Nhưng bệnh dịch chỉ là khởi đầu, sau bệnh dịch sẽ đến sự bùng nổ của thế chiến thứ ba. Xét từ góc độ này, phải chăng đó chính là dấu chấm hết cho hầu hết nhân loại hay sao? Tuy nhiên nhiều người vẫn nghi ngờ liệu kế hoạch đó có thực sự tồn tại và liệu chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng thuyết phục về tính xác thực của nó không? Bệnh dịch là điểm quan trọng nhất khi nó được xem như một thảm họa đối với toàn nhân loại mà không ai có thể không quan tâm đến. Thực tế cũng đã chứng minh điều này. Một số người còn suy đoán rằng bệnh dịch có thể là do Mỹ cố ý phát tán. Bởi mục đích của những người tham gia kế hoạch Anglo-Saxon là giúp đỡ lẫn nhau và nâng cao sức ảnh hưởng, sự thống trị của mỗi thành viên trong lĩnh vực tương ứng. Mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là giảm dân số thế giới xuống còn 500 triệu người. Để đạt được mục tiêu này, họ có thể cần giải phóng virus để loại bỏ một số gen mà họ cho là không tốt, có thể bao gồm cả chủng tộc của mình. Vì vậy, họ chọn cách không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng hộ nào để tránh sự nghi ngờ từ các quốc gia khác. Ngoài ra, video còn đề cập đến việc có một Stonehenge bí mật ở Georgia, hay còn gọi là những tảng đá soi đường ở Mỹ. Trên đó có khắc dòng chữ tuyên ngôn về nền văn minh nhân loại mới bằng nhiều ngôn ngữ với nội dung gần giống với kế hoạch Anglo-Saxon. Theo suy đoán, mảnh đá này được dựng lên vào năm 1980, giống như những vòng tròn hoa màu xuất hiện vô căn cứ. Không ai biết được người nào đã cố tình tạo ra mảng đá lớn phi lý này. Tuy nhiên, một số người cho rằng kẻ đứng sau hành động trên chính là những thành viên của hội tam điểm cấp cao.
nhưng những manh mối trên rất khó để chứng minh trực tiếp rằng kế hoạch Andrew Jackson chắc chắn thực sự tồn tại. Bởi vì trước hết, danh tính của tác giả bức thư mà Bill nhắc đến là một điều bí ẩn. Chúng ta không biết thông tin gì chính xác ngoài những tin đồn là ông ta đã phục vụ trong quân đội Anh nhiều năm. Sau khi giải ngũ, ông giữ một chức vụ quan trọng trong toàn thị chính London và có địa vị hiển hách. Tuy nhiên, lại không thể xác định tính xác thực của tin đồn này và không thể tiến hành khảo chứng. Lời dự đoán trên bắt đầu từ chính ngôn luận của Bill làm cho người nghe có cảm giác như đang ngắm hoa trong sương mù. Suy cho cùng, một trong những dự đoán của ông về cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô nhỏ sẽ nổ ra ở Trung Đông cho đến nay vẫn chưa xảy ra. Vậy nên chúng ta vẫn cần nhìn nhận những gì Bill nói trong video một cách lý trí và xem đó như một câu chuyện. Tuy nhiên, vẫn cần phải nâng cao nhận thức về sự an toàn của con người trong xã hội. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.